Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện, trưởng đoàn kiểm tra số 4, cũng đã đến làm việc tại quận Ô Môn và Thới Lai về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo tháo gỡ giúp hai địa phương tập trung thực hiện đạt kế hoạch năm 2021. Tổng vốn xây dựng cơ bản huyện Thới Lai năm 2021 là trên 189 tỷ đồng, gồm hơn 185 tỷ từ thành phố giao, còn lại kết dư từ ngân sách huyện. Đến ngày 22 tháng 12, huyện giải ngân khoảng 139 tỷ đồng, đạt trên 73% kế hoạch. Vốn xây dựng cơ bản năm 2021 ở quận Ô Môn được phân bổ trên 165 tỷ đồng, trong đó có các công trình chuyển tiếp của thành phố, của quận, công trình khởi công mới và công trình chuẩn bị đầu tư. Đến ngày 20 tháng 12, địa phương giải ngân gần 129 tỷ đồng, đạt trên 78% so với chỉ tiêu. Ô Môn và Thới Lai cùng các quận huyện, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp linh hoạt trong từng thời điểm phòng chống dịch, các vấn đề giá vật liệu xây dựng tăng đột biến, nguồn cung từng lúc khó khăn, vướng mắc quy định, trình tự hồ sơ thủ tục vân vân, làm tiến độ thực hiện và giải ngân xây dựng cơ bản chưa như kế hoạch đề ra. Cả hai đơn vị đều xác định quyết tâm, cam kết cụ thể đến cuối năm sẽ giải ngân từ 90% đến 95%. Phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Trong đó là kế hoạch một tuần từ ngày 22 này đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để tập trung cho công tác giải ngân. Và đồng thời kế hoạch cũng phải giao cụ thể cho từng đơn vị cơ quan. Đối với cơ quan chuyên môn tham mưu như là phòng tài chính kế hoạch, rồi các cơ quan có liên quan phải có giải pháp như thế nào. Cái thứ hai là chủ đầu tư đưa ra kế hoạch cụ thể của từng dự án để thực hiện cái giải ngân. Cái thứ ba là đối với đơn vị thi công phải có cam kết cụ thể. Cái thứ tư là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành theo dõi, hỗ trợ các địa phương khi thấy có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.